vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình nhận định và bình luận của báo điện tử bóng đá. Vòng 27 ngoài ngay tiếp tục với những trận đấu hấp dẫn và tâm điểm là trận derby thành London giữa Tottenham và Chelsea. Trước trận đấu này cùng đến với những nhận định của nhà báo Minh Việt. Vâng xin chào chị Thu Hương và xin chào độc giả của báo điện tử bóng đá sự vắng mặt của nhiều trụ cột trên hàng công đã khiến Tottenham thi đấu không tốt và đã nhận trận thua 0-1 trước Leipzig tại đấu trường Champions League vừa qua à, và có thể nói là ở dưới thời Mourinho thì gà trống vẫn à, không thể cải thiện được cái hàng phòng ngự vậy thì theo anh người đặc biệt sẽ phải giải quyết bài toán này như thế nào trong bối cảnh mà trận đấu tới họ cũng sẽ vắng mặt những trụ cột như thế à, Thực ra thì Tottenham của Jose Mourinho bây giờ đang có rất nhiều vấn đề họ có vấn đề cả ba tuyến chúng ta thấy rằng hàng phòng ngự của họ thì chưa thực sự là mang một cái hàng phòng ngự mang dáng dấp những đội bóng của Jose Mourinho, chúng ta thấy rằng là những đội bóng của Mourinho luôn luôn có uh, xây dựng dựa trên một nền tảng là phòng ngự chắc chắn. Nhưng ở thời điểm này thì uh, từ khi Mourinho đến Tottenham thì hàng phòng ngự của họ liên tiếp mắc sai lầm. Uh, những cái trung vệ được kỳ vọng nhất của họ như là Tommy Anderevrel rồi Davinson Sanchez tất cả đều đã mắc những cái sai lầm dẫn tới bàn thua và đặc biệt là trường hợp của Tommy uh, Anderevrel rõ ràng là đó là hàng phòng ngự không an toàn của uh, Tottenham dưới thời Mourinho. Uh, tương tự như vậy trên hàng uh, ở tuyến giữa cũng vậy. Uh, tôi nghĩ rằng cái tuyến giữa mới là cái tuyến đau đầu nhất của uh, của Tottenham dưới thời Mourinho. À, từ khi Mourinho tới đội bóng này thì liên tục liên tục Mourinho đã tạo ra những cái phép thử khác nhau à, những bộ đôi khác nhau trên ở vị trí tiền vệ trung tâm. Nhưng mà tới thời điểm này thì chưa một cặp đôi nào mang lại được một cái sự à, ăn ý nhất mà tạo ra được một cái sự tin cậy nhất của cho Jose Mourinho à, à, chính cái, cái việc một cái, cái tuyến giữa yếu kém như vậy nên chúng ta thấy rằng là trong những trận đấu gần đây gần đây thì à, gặp Man City, gặp à, Southampton, gặp Aston Villa và gặp Leipzig thì à, Tottenham đều có cái tỷ lệ kiểm soát bóng thấp hơn đối phương và trên hàng công chúng ta thấy rằng là hàng công của Tottenham thời điểm này đang vắng Harry Kane và sau đó thì họ mất cả Son Heung-min rõ ràng đây là một cái trận đấu mà đây là, đang là một cái giai đoạn mà Tottenham của Mourinho gặp rất nhiều khó khăn ở cả ba tuyến và đó sẽ là một cái thử thách rất lớn cho Mourinho trong những cái phần còn lại của Với Chelsea thì ở trận đấu gần nhất trước Manchester United thì họ cũng đã để thua 0-2 Thất bại này thì ảnh hưởng rất lớn đến cơ hội và top 4 của đội bóng thành London Có nhiều nhận xét sau trận đấu này là về huấn luyện viên Lampard như là trận thua Manchester United đã cho thấy Lampard đang thiếu đi những lựa chọn để có thể tạo ra sự thay đổi Quan điểm của anh về nhận xét này như thế nào? Thực tế thì chúng ta thấy rằng là trong cái kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa rồi, Chelsea đã được quyền mua sắm mà chúng ta thấy rằng là lựa chọn của Frank Lampard là tiếp tục tin dùng những cầu thủ trẻ và không mang về bất cứ một cái sự bổ sung nào. Và chúng ta thấy rằng là có cảm giác rằng đây đang là một quyết định có phần mạo hiểm của Chelsea và có phần mạo hiểm của Frank Lampard. Chúng ta thấy rằng là ở trong trận đấu với Manchester United thì cái người mà đá thay Tammy Abraham là Batshuayi thì rõ ràng cái tiền đạo người Bỉ khi mà không được thường xuyên ra sân thì cái cảm giác ghi bàn, cái cảm giác vị trí và cảm giác bóng của anh rất là tệ. Uh, Chelsea đã có một trận đấu không phải là tệ trước Manchester United. Thậm chí họ tạo ra khá nhiều những cơ hội nguy hiểm trước hàng Hà thủ của Manu. Nhưng mà khi mà mọi đường bóng tới chân của Barcy thì đều bị anh bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Chỉ cần Barcy tận dụng một trong những cơ hội đó thôi thì có thể Chelsea đã có bàn thắng dẫn trước và có thể cái kết quả mà họ phải nhận trước Manchester United đã không phải là thất bại 0-2. Uh, rõ ràng từ thời điểm này thì cái vấn đề lớn nhất của Chelsea đang là việc họ không có một cái trung phong thay thế Abraham xứng đáng. Uh, Baksi đã chơi rất là tệ rồi. Oluwaziru thì uh, cũng có những cái phút vào sân cuối trận MU, bạn có được một cái hiệu ứng lớn hơn Baksi, nhưng mà rõ ràng. Uh Giroud và Bastui không thể tạo ra được một cái tầm ảnh hưởng lên lối chơi Chelsea như là Tammy Abraham đã làm được. Và tôi nghĩ rằng trong trận đấu với Tottenham này thì cái kết quả của trận đấu, cái số phận của Chelsea sẽ phụ thuộc khá nhiều vào việc Tammy Abraham liệu có kịp bình phục chấn thương và trở lại trận đấu hay không. Hy vọng rằng uh, những tín hiệu gần đây thì Abraham đã có một cái sự hồi phục thể lực tốt và hy, hy vọng rằng anh sẽ xuất hiện trong trận đấu với Tottenham. Nếu mà có Abraham thì tôi nghĩ rằng là uh, sự xuất hiện cầu tiền đạo trẻ này sẽ giúp cho cái hội chiến thắng trước Tottenham của Chelsea tăng lên rất là nhiều. Ở à đây cũng là lần thứ hai trong mùa giải này thì Mourinho và Frank Lampard sẽ đối đầu với nhau. À đây chắc chắn sẽ là một cuộc hội ngộ rất là thú vị. Vậy thì anh nhận xét như thế nào về cái màn đối đầu này? Đó là một màn đối đầu thú vị. Chúng ta biết rằng là Uh, Fan và Jose Mourinho đang uh, có một cái mối quan hệ rất là thân thiết. Chúng ta biết rằng là Fan là một trong tiền vệ uh, một trong số 8 hàng đầu thế giới trong cái giai đoạn mà anh thi đấu và cái sự nghiệp của Fan uh, được uh, có cái có một cái sự rèn rũa và có một cái công rất lớn của Mourinho. Có mại rằng là uh, Mourinho là người có công lớn đưa Fan từ một tiền vệ khá ở Anh lên tầm một tiền vệ ở đẳng cấp thế giới. Uh, tôi nhớ rằng là trong rất uh, là nhiều người câu chuyện kể rằng là trong cái buổi uh, trong cái chuyến tập huấn đầu tiên mà Mourinho đưa Chelsea Tới Mỹ tập huấn cách đây 17, 16 năm Thì cái người đầu tiên mà Mourinho gặp là Frank Lampard Và cái đầu tiên mà Mourinho nói với Lampard là Tôi sẽ biến cậu trở thành một cái số 8 hay nhất thế giới Và đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng là Mourinho đã làm được với Lampard Đã giúp cho sự nghiệp của Lampard được ghi nhận như thế nào và chúng ta thấy rằng là à, bây giờ thì hai thầy trò họ gặp lại nhau trong lần đối đầu à, trước đó ở lượt đi mùa này thì Lampard là người à, thắng Mourinho hôm đó thì Frank Lampard đã bất ngờ đổi từ sơ đồ bốn hai ba một quen thuộc sang sơ đồ ba trung vệ và cái sự lựa chọn chiến thuật đó của Frank Lampard đã khiến cho người thầy của mình là Mourinho bất ngờ và chính cái sự lựa chọn chiến thuật bất ngờ đó của Lampard đã mở ra một chiến thắng 2-0 cho Chelsea ngay trên sân Tottenham. À, hôm nay thì không biết rằng là họ sẽ đối đầu với nhau lần thứ hai và không biết rằng là Lampard sẽ có một cái mà chiêu một cái chiêu bài gì mới dành cho ông thầy mình hay không. Nhưng mà ở thời điểm này tôi nghĩ rằng là thầy uh, Lampard dĩ nhiên Chelsea đang không có phong độ cao nhưng ở thời điểm này thì Chelsea vẫn có lợi thế sân nhà uh, và tôi nghĩ rằng là thầy Lampard vẫn có cơ hội lớn để giành chiến thắng thứ hai cho ông thầy của mình. Trong lịch sử đối đầu ở 5 trận đấu gần nhất thì Tottenham đã có thành tích là 3 trận thắng và 2 trận thua trước Chelsea. Vậy thì trước trận đấu này thì anh nhận định như thế nào về cơ hội của cả hai đội? Thực tế thì không chỉ là Chelsea lấn lướt Tottenham trong 5 lần đối đầu gần nhất không đâu mà thực tế thì trong nếu mà tôi nhớ không nhầm thì hai trong 21 lần gần nhất mà Tottenham hành quân tới sân của Chelsea uh, trên mọi đấu trường, trong 21 lần đó thì Tottenham chỉ thắng đúng một trận thôi và họ đã nhận 13 thất bại. Có nghĩ rằng là con số đó nói lên một điều rằng là lịch sử luôn luôn uh, cho chúng ta thấy rằng là Tottenham luôn gặp rất nhiều khó khăn trong mọi chuyến hành quân đến uh, sân Stamford Bridge của Chelsea. Và tôi nghĩ rằng hôm nay cũng như vậy. Uh, tôi nghĩ rằng uh, Tottenham thời điểm này như chúng ta đã nói từ đầu chương trình, họ gặp vấn đề về lực lượng họ gặp vấn đề hàng phòng ngự, họ gặp vấn đề hàng tiền vệ. Tóm lại, đây đang là một cỗ máy chưa chân chu của Mourinho. Và tôi nghĩ rằng Chelsea tất nhiên thời điểm này họ đang có phong độ không không cao nhưng họ sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng và tôi nghĩ tỷ số sẽ là 2-1 cho Chelsea. Chelsea đối đầu Tottenham sẽ là trận đấu sớm nhất và cũng là cuộc chạm trán tâm điểm của vòng 27 giải Ngoại hạng Anh. Với việc khoảng cách giữa hai đội chỉ là một điểm và chiến thắng của trận đấu London sẽ đồng nghĩa với một vị trí trong top 4. Câu lạc bộ nào sẽ giành chiến thắng? Uh, 21 là nhận định của nhà báo Minh Việt trước trận đấu này. Quý vị và các bạn nhận định như thế nào? Hãy cùng để lại với chúng tôi những chia sẻ, những bình luận của các bạn trên báo bóng đá cũng như fanpage của bóng đá. Một lần nữa xin là cảm ơn nhà báo Minh Việt đã đến với chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.